Lễ hỏa táng cố ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam. Con trai nuôi ôm chặt di ảnh không khí tang thương bao trùm gây xót xa. Những người con nuôi của ca sĩ Phi Nhung đội khăn tang trắng, tạo nên không khí u buồn trong ngày đưa tiễn mẹ về với cát bụi. Sau 40 ngày chiến đấu với COVID-19 và 11 ngày thi hài cô đơn tại bệnh viện, cố ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa vào ngày 8 tháng 10. Ước nguyện đưa thi hài người quá cố về Mỹ đã không thành do các thủ tục phức tạp giữa đại dịch COVID-19. Vào tối cùng ngày, nghệ sĩ Việt Hương đứng ra lo giấy tờ và ôm trò cốt cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ để tổ chức tang lễ. Vào rạng sáng ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam, người trong ekip của Phi Nhung đã chia sẻ những hình ảnh hiếm hoi trong buổi lễ hỏa táng. Các người con của ca sĩ Phi Nhung cũng xuất hiện, đội khăn tang trắng tạo nên không khí đượm buồn khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Khoảnh khắc đất hiếu, một trong 23 đứa trẻ được Phi Nhung nhận nuôi, ôm di ảnh của mẹ vào lòng gây xúc động mạnh. Do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên lễ đưa tiễn ca sĩ Phi Nhung chỉ diễn ra nhanh chóng, nhỏ gọn với sự tham gia của gia đình và những người thân cận. Tất cả những người có mặt tại lễ hỏa táng đều đeo khẩu trang và đảm bảo quy tắc 5K để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lễ hỏa táng cố ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam. Con trai nuôi ôm chặt di ảnh không khí tang thương bao trùm gây xót xa. Những người con nuôi của ca sĩ Phi Nhung đội khăn tang trắng, tạo nên không khí u buồn trong ngày đưa tiễn mẹ về với cát bụi. Sau 40 ngày chiến đấu với COVID-19 và 11 ngày thi hài cô đơn tại bệnh viện, cố ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa vào ngày 8 tháng 10. Ước nguyện đưa thi hài người quá cố về Mỹ đã không thành do các thủ tục phức tạp giữa đại dịch COVID-19. Vào tối cùng ngày, nghệ sĩ Việt Hương đứng ra lo giấy tờ và ôm trò cốt cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ để tổ chức tang lễ. Vào rạng sáng ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam, người trong ekip của Phi Nhung đã chia sẻ những hình ảnh hiếm hoi trong buổi lễ hỏa táng. Các người con của ca sĩ Phi Nhung cũng xuất hiện, đội khăn tang trắng tạo nên không khí đượm buồn khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Khoảnh khắc đất hiếu, một trong 23 đứa trẻ được Phi Nhung nhận nuôi, ôm di ảnh của mẹ vào lòng gây xúc động mạnh. Do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên lễ đưa tiễn ca sĩ Phi Nhung chỉ diễn ra nhanh chóng, nhỏ gọn với sự tham gia của gia đình và những người thân cận. Tất cả những người có mặt tại lễ hỏa táng đều đeo khẩu trang và đảm bảo quy tắc 5K để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Giữa đêm, fanpage thông báo chi tiết chuyến bay cuối cùng của ca sĩ Phi Nhung tiết lộ về tang lễ ở Mỹ. Nghệ sĩ Việt Hương là người đại diện ôm trò cốt cố ca sĩ Phi Nhung từ Việt Nam về Mỹ. Sau 2 năm xa cách con gái ruột và gia đình, trò cốt Phi Nhung đã được trở về Mỹ tối ngày 8 tháng 10. Không để người đồng nghiệp thân thiết bơ vơ trong chuyến bay không vé khứ hồi, nghệ sĩ Việt Hương đích thân ôm trò cốt ca sĩ Phi Nhung về Mỹ để trao tận tay Wendy Phạm. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 9 tháng 10 tại Việt Nam, trên fanpage đã đưa ra thông báo về việc mang trò cốt ca sĩ Phi Nhung về Mỹ. Trong lúc chuyến bay đang diễn ra, ekip đại diện ngẹn lòng chia sẻ, chị đã mỉm cười và bay đi, dù không thể về bên con gái Wendy trong hình hài nguyên vẹn như nguyện ước của con. Nhưng ca sĩ Phi Nhung cũng đã lên chuyến bay cuối cùng để về bên con gái. Vào ngày 8 tháng 10, thi hài ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng tại nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa. Về tang lễ của Phi Nhung tại Mỹ, ekip cũng tiết lộ như sau. Hiện tại trò cốt của chị đang cùng nghệ sĩ Việt Hương về bên con gái Wendy. Tang lễ sẽ được cử hành tại Mỹ khi trò cốt chị về đến nhà. Chị đã được về nhà sau thời gian dài chờ đợi. Những nỗi niềm từ nay khép lại, chị về trời với sự an yên. Trước đó, trong buổi livestream tưởng nhớ ca sĩ Phi Nhung, bà Merito, CEO của trung tâm âm nhạc tại Mỹ cũng cho biết sẽ cùng gia đình đứng ra lo hậu sự chu toàn cho người em thân thiết. Phi Nhung nên có một tang lễ xứng đáng với tên tuổi của em ấy. Tôi sẽ đứng ra lo tang lễ cho Phi Nhung tại Mỹ. Tôi vẫn đang cập nhật tình hình từ phía gia đình Phi Nhung tại Việt Nam. Nếu không có dịch bệnh, đám tang của em ấy có thể tổ chức, thì tôi sẵn sàng bay về Việt Nam để viếng, bà Merito chia sẻ. Vỡ trận làn sóng người tự phát về quê. Dù đã rất nỗ lực nhưng trước làn sóng người về quê tự phát gia tăng rất cao, nhiều địa phương ở miền Tây đã phải kêu cứu do quá tải đáp ứng cách ly, kiểm soát y tế. Vào ngày 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức họp khẩn để bàn các giải pháp đón người dân tự phát về quê. Theo ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, có trên 15.000 người dân trong tỉnh đi làm ăn xa tự về quê. Hiện các huyện đã đón hơn 5.000 người và Thống Nhất sẽ đón thêm hơn 10.000 người còn lại. Nhưng số khu cách ly tập trung quá tải, nếu lượng người về quê thêm nữa sẽ không đủ chỗ cách ly. Vào cùng ngày, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết,
Hiện nay số bà con về đến tỉnh rất đông, có thể lên đến hàng chục ngàn người ngay trong nay mai. Do vậy, phương châm giải quyết là khi người dân về đến địa phương sẽ được đưa vào các trường học tại thành phố Cà Mau để phân ra theo từng huyện. Sau đó, các huyện cử lực lượng công an lên đón bà con của huyện mình về, đảm bảo an toàn nhất cho người dân, ông Hải cho biết. Cũng theo ông Hải, khi bà con về đến huyện sẽ được tiếp tục đưa vào các trường học để phân loại. Nếu số lượng về huyện nhiều thì tiếp tục phân về các xã, cho cách ly tập trung tại các trường học tiếp tục sàng lọc. Ai đủ điều kiện thì về cách ly tại gia đình, ai không đủ điều kiện thì cách ly tại trường học ở xã. Tại Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, chỉ trong ngày qua tỉnh đã ghi nhận 30.000 người dân tự về quê, trong đó riêng đêm ngày 2 tháng 10 có khoảng 20.000 người. Sau khi xét nghiệm người ở địa phương nào sẽ được lực lượng chức năng dẫn đường đưa về địa phương đó, cách ly tập trung tại các trường học được trưng dụng làm khu cách ly. Để giảm tải cho các khu cách ly tập trung, một số địa phương quy định những người trở về từ vùng dịch nếu có chứng nhận đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy xác nhận đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19, xét nghiệm PCR có kết quả âm tính thì được về nhà cách ly. Đối với người đã tiêm đủ một mũi vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện cách ly tập trung 7 ngày kể từ ngày về địa phương, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày 1, ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng nguyên, ngày thứ 7 xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục cách ly y tế tại nhà 7 ngày. Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thông tin chỉ từ 30 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, địa phương tiếp đón gần 11.000 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An về tỉnh bằng xe gắn máy. Qua xét nghiệm ghi nhận gần 50 F0, mọi việc quá bất ngờ, không thể ngờ rằng lượng người về quê đông như vậy, tỉnh phải tận dụng các trường học làm điểm cách ly người dân. Tôi có kiến nghị với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cần hỗ trợ ngay cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sinh phẩm thiết bị xét nghiệm, vì số lượng người dân về quá nhiều nên các tỉnh không thể đảm đương nổi. Phải hỗ trợ các tỉnh vaccine để tiêm phủ cho người dân, tăng cường đề kháng cho người dân tại tỉnh và những người trở về đợt này. Đồng thời phải có chính sách hỗ trợ lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ để họ an tâm ở lại làm việc, ông Nghĩa cho biết. Vì xuất hiện nhiều người nhiễm COVID-19 trong dòng người tự phát trở về quê cũng khiến cho lãnh đạo nhiều địa phương ở miền Tây lo lắng. Đơn cử tại An Giang, qua xét nghiệm 7.000 người ghi nhận hơn 30 F0, Vĩnh Long phát hiện 4 F0, Cà Mau kết quả xét nghiệm hơn 1.000 người, trong tổng số 6.000 người về quê, phát hiện 25 F0. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chia sẻ, tôi đã kiến nghị Trung ương tạm dừng cho người dân về quê ít nhất 14 ngày vì các khu cách ly và các trường học của tỉnh đã quá tải. Tương tự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cũng cho rằng năng lực tiếp nhận của tỉnh có hạn, nếu người dân tiếp tục về sẽ vỡ trận. Sóc Trăng đã kiến nghị tổ công tác đặc biệt của chính phủ tạm ngưng cho người dân tự về quê, thời gian tạm ngưng tiếp nhận 15 ngày. Trong thời gian này, các địa phương chuẩn bị mọi mặt và lo chu đáo cho số bà con đã về. Sau khi ổn định, tỉnh sẽ xin ý kiến tiếp, ông Lâu thông tin.